Tôi không biết sao người ta nuôi con rùa của người ta nó hiền vãi đái luôn. Con rùa tôi nó dữ như chó. Ây da. Dữ khủng khiếp. Men vi sinh cho cá coi ca, cá khỏe, nước trong. Ây da. Này nè, ra phơi nắng đi. Đại ca. Để cho trà mai cho. Khè. Tôi không biết sao người ta nuôi con rùa của người ta nó hiền vãi đái luôn. Con rùa tôi nó dữ như chó. Ây da. Dữ khủng khiếp. Con này rùa chó. Rùa cá mập. Má bị nó cắn xém đứt ngón tay lần, sợ quá rồi. Con rồ anh, rồ này dữ lắm. Mày sao? Con rồ á chú. Rồ này chẳng có đuôi. Không, rồ cá sấu mới có đuôi, còn rồ thường nó có đuôi. Có đuôi đuôi ngắn. Mấy rồ nước mới có đuôi. Cắn nó khè luôn nè. Chú đừng đứng gần nó nha. Đứng gần nó cắn ha. Nó cắn cái là nó không nhả luôn á. Đem ra phơi nắng cho nó đỡ bị nấm nè. Đó. Nó dữ lắm. Nó khè ghê. Nó mập dữ vậy. Đây là thịt của nó rồi đó. Thịt á, nó mập á. Con này mập lắm. Mập phụ người ta. Nó phơi á. Thấy là không? Chu. Chu. Đồ mồi. Con rùa à. Rùa hả? Rùa. Rùa sao? Chu. Đem ra phơi nắng các bạn. Này đường nè. Cái này là cái cây trà bồng cầu, nhưng mà để thường thường để trà lưng cho nó nè. Nhưng mà nó dính, nó dữ lắm. Mỗi lần muốn trà lưng cho nó là phải rất là cẩn thận các bạn. Đó, phải con rùa, nói chung là con nào nó cũng phải có nhược điểm. Con này nhược điểm là sâu đít của nó. Sâu đít của nó thì nó sẽ không có phản kháng được nhiều. Nhưng mà khi mà mình đụng nó bắt đầu nó nghe tiếng mình, nó quay qua. Đó, chạy lưng cho nó nè, chạy lưng cho nó nè. Đó, chạy lưng cho nó nè. Đó. Cắn tổ trà mà cắn. Đây nè, ra ngoài khúc này đây nắng nè. Rùa người ta nâng niu cận nhận đồ, người ta ẩm bồng các thứ. Rùa nhà tôi mà giữ như chó. Rùa cá sấu á. Đi nè, đi ra đây nè, nắng bên đây nè. Cái cổ nó rất là dài các bạn. Cái cổ nó nếu mà dương ra dài bằng một nửa cái cây này luôn này. Mà nó cắn một cái là coi như là đứt ngón tay luôn. Chảy xương luôn. Nè, kỳ đó con cá rồng chết là quăng vô hắn là trong vòng 2 ngày lâu hắn quất hết con cá rồng luôn. Còn cá sam nó cũng quất luôn.
cá gì đem vô nó cũng có khách. Con gì? Trời ơi, nó sừng ngỏ nó. Không, con này non á. Nó già, nó già là nó sẽ bự gấp 7 10 lần con này. Nó già là nó bự gấp 10 lần con này, nó bự lắm. Tại con này em nuôi nó hung á, chứ người ta nuôi nó hiền khô à. Không hiểu sao con này, mua con này là nó hung từ nhỏ tới lớn luôn á. Nó ăn cá sống anh. Cái gì nó không ăn hết đó. Nó chỉ không ăn cám thôi. Thì ghê. Kỳ đó, nó còn nhỏ, nó bằng 1/4 con này. Em bị nó cắn một lần em sợ tới bây giờ luôn. Nó muốn đứt cái ngón tay em ra luôn. Tới xương luôn. Đó. Dặn có, dặn có. Đó, các bạn nghe nó khè không? Nó khè nè. Khè như rắn vậy ba cha ba. Nhưng mà được cái con này nuôi nó vàng các bạn. Không chả hiểu sao nữa. La la nuôi con rùa nó đen thùi lùi. Con rùa tôi nó vàng chạch à. Các bạn biết giống này giống tại sao nó vàng thì các bạn biết nói cho mình nha. Bà mẹ mày nhả ra đi. Đây nè, đi ra đây nắng nè. Đi ra đây nắng nè. Đi xích lên miếng con. Đi xích lên miếng. Đi xích lên miếng đi. Mày ở đó mày khè tao. Này đi gãi lưng cho. Nói chung rùa nước thì các bạn phải phơi nắng các bạn nha. Từng phơi nắng một lần là được. Là con rùa nó sẽ không có bị nấm mốc. Nó không có bị những cái bệnh liên quan tới cái mài của nó hoặc là tới người của nó. Nè các bạn coi cái móng chân của nó nè, mình rất là ghét cái con này khi mà ẩm nó. Hồi xưa lúc nó còn nhỏ thì còn kỵ đuôi nó, giờ nó lớn quá rồi không kỵ đuôi được nữa. Mà mỗi lần ôm nó là bắt đầu nó quào chày tay chày chân hết. Sao mày muốn về? Mày là cái con gì chứ phải con rùa. Rùa gì mà cắn người ta còn hơn gì nữa. Rùa gì mà chạy còn hơn chạy marathon nữa. Nay tại nó mập quá rồi. Các bạn thấy thịt không? Nó mập quá rồi thành ra là nó hết chạy nổi rồi. Chứ hồi trước mà lúc nó còn ốm á, bỏ hắn xuống hắn chạy giống như là tên lửa chạy vậy. Bây giờ muốn ẩm nó lên phải bỏ đít nó vậy nè. Một tay cầm qua máy quay nha. Một tay bỏ đít mà nó quấu. Nó quấu rất là đau. Đó. Tránh đường, nước sôi. Nước sôi. Xích giá. Nè. Mày muốn Tết này cùng ta ăn Tết không? Đưa vô máy chém xích giá mấy cân. Mà nó cái một cái cổ nó dài nó đưa vô nó tát tụi bay một cái là mất thịt luôn á. Vô ổ đi đó, cái ổ của nó đó. Rồi nha.